dịu em khi thấy em. Ngày ấy say ngất trong cuộc đời, gặp em trong giấc mơ, mơ thôi đã rơi trên mắt của người. Từng dòng tin nhắn kia chỉ để thấy người cười và được cùng em bước tiếp hết cuộc đời, vì anh đã say đắm trong nghẹn ngào từ bao lâu rồi. Ngọt ngào hương thơm như tình yêu của đôi ta, khi nắng ban mai hôm đầy xua màn đêm giữa phòng ba, bồng bềnh tựa vào làn mây, ôi tình dây đã trôi xa, suy tư rối bời nắng ơi nhớ thương này với lòng trái vơi. Từng ngày mặt trời lên cao anh đợi em trước sân ga, đôi mắt long lanh to tròn, đôi bàn tay thoáng kiêu sa, vội vàng từng chiều đi qua.